Chương trình giờ dạy ảo với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trong giờ phát hình của Người Việt TV do Đinh Quang Thái phụ trách, trân trọng kính chào quý khán giả. Chào tới ngộ ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin chào anh Đinh Quang Thái và xin chào quý khán giả của Người Việt TV. Hình như là tôi đoán rằng là tôi nhìn thấy cái nét mặt của anh Thái đó đó. Nó vừa có cái chất tinh quái, nó vừa có cái chất, tôi xin dùng chữ gọi là khẩn trương đi. Nghĩa rằng là anh đang chuẩn bị một cái thực đơn hoặc là anh đang phục kích tôi giữa chợ. Thưa quý khán giả, hôm nay thì rõ ràng là tôi phục kích ông Nguyễn Xuân Nghĩa về một cái đề tài mà phải nói rằng trong vòng 2-3 tuần lễ vừa qua, những người chú ý tình hình Việt Nam hết sức là để tâm đến. Nó là cái sự kiện mà một số đảng viên đã gắn bó với Đảng Cộng sản Việt Nam lâu năm đột nhiên lần lượt thay nhau tuyên bố một cách công khai ở trong nước và đưa lên trên các mạng lưới điện toán toàn cầu. Họ kêu gọi các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đồng loạt trả thẻ đảng và hãy công khai, ngang nhiên và can đảm đứng ra thành lập một cái đảng để đối lập lại với cái Đảng Cộng sản hiện nay. Chúng ta có thể kể đến hai nhân vật, đó là luật sư Lê Hữu Đằng, một người đã 45 năm đảng viên Cộng sản, một người thứ hai đó là ông Hồ Ngọc Nguyện, một cựu dân biểu của Việt Nam Cộng Hòa, rồi sau đó cũng đi theo Cộng sản và trở thành một trong những thành phần cốt lõi của cái gọi là Mặt trận Tổ quốc, tức là một cái tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái nội dung chung là họ kêu đảng viên bỏ đảng đồng loạt, thành lập một cái đảng mà họ dùng chữ là Đảng Dân Chủ Xã hội. Xin hỏi ý kiến ông Nghĩa về vấn đề này. Tôi nghĩ tôi, bản thân tôi cho đấy là một cái biến cố đáng kể và một cái biến cố đáng mừng. Và tôi xin phép, nghĩa là mình đặt nó vào trong một cái khuôn khổ nó tương đối, nó dài hơn một chút nữa. Là tôi nhớ rằng là chúng ta, nhiều người ở trong và ngoài nước đã nhắc đến Trung tướng Trần Độ, ngày dỗ của ông ấy. Cũng đương nhiên nó cũng nhắc đến ông Hoàng Minh Chính, và nhìn nhớ đến nhiều nhân vật khác trong quá khứ. Thì chúng tôi nghĩ nó như thế này này. Trong cái giai đoạn mà vì cái lý tưởng độc lập cho dân tộc đó, thì có nhiều người thuộc thành phần mà tôi dùng chữ cho nó dễ hiểu, tiểu tư sản, thành thị, vẫn ôm ấp cái lý tưởng gọi là công bằng xã hội và độc lập và tham gia vào trong cái cuộc đấu tranh đó và có thể đứng ở cái thế đối lập với lại những cái người mà chúng ta gọi là quốc gia, những cái đảng phái quốc gia, đặc biệt ở tại miền Nam. Sau khi mà những cái người Cộng sản đã thắng đó, thì dần dần là chính những cái người đi theo Đảng Cộng sản, trường hợp mà ông Thái vừa mới nhắc đến ông Lê Hiếu Đằng, trước đó có nhiều nhân vật khác, và tôi cũng nhắc đến trường hợp là ông Trần Độ hoặc là ông Hoàng Minh Chính, thì dần dần đó họ thấy rằng là có thể trong một cái giai đoạn nhất định thì Đảng Cộng sản có thể áp dụng gọi là chuyên chính vô sản vân vân gì đó để vận động lòng dân. Cái đó có thể, chứ chắc nó đã là điều đúng đâu. Bản thân tôi thì tôi cho là nó không có đúng. Thế nhưng mà mình phải thông cảm, mình hiểu được cái lý luận của họ. Nhưng mà đến sau khi mà đất nước đã được gọi là giải phóng rồi đó đó, mà Đảng tiếp tục xây dựng cái gọi là cái chế độ chuyên chính vô sản, đưa đất nước đến khủng hoảng. Và sau đó nó lại đến năm từ 1986 bắt đầu thay đổi đó đó. Thì những cái gì mà họ thay đổi đó đó là áp dụng tư bản chủ nghĩa, nhưng mà theo cái nhìn Cộng sản mà vẫn giữ lại cái nền độc tài đó, làm cho đất nước nó lụn bại. Thì bây giờ đó là chính những cái người đó họ lên tiếng và phản đối, và tôi cho nó là một cái biến cố rất là đáng mừng và rất đáng chú ý. Thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa, chúng tôi để ý một cái điều là một số lớn những người trong nước, nhất là những người từng xuất thân trong Đảng Cộng sản Việt Nam, một mặt thì họ kêu gọi là phải từ bỏ cái chế độ độc đảng này. Thí dụ như nhà trí thức Hà Sĩ Phu chẳng hạn, ông bảo là Đảng Cộng sản Việt Nam đã du nhập chủ nghĩa Mác vào Việt Nam bằng một cái con đường len lén, gọi là dựa vào cái công cuộc kháng chiến của toàn dân đánh Pháp, để rồi sau đó đưa đất nước đến tình trạng hiện nay. Và nếu mà giữ lãnh đạo Hà Nội một khôn ngoan thì nên gọi là tiễn cái chủ nghĩa Cộng sản đó ra khỏi đất nước mình bằng một con đường công khai. Chứ còn nếu một ngày nào đó mà dân tộc nổi dậy đó, thì rõ ràng là chủ nghĩa Cộng sản sẽ phải thoát ra khỏi đất nước mình như là những cái tên trộm, gọi là lén lén bỏ chạy đó. Thì ông Hà Sĩ Phu cũng đề cập đến một cái đảng gọi là Đảng Dân Chủ Xã Hội. Bây giờ tới Lê Hữu Đằng, rồi Hồ Ngọc Nguyện và nhiều nhân vật khác nữa. Nhưng mà trong cái chữ dân chủ xã hội đó, cái hai chữ đầu dân chủ thì có lẽ là toàn dân Việt Nam bây giờ rất ước mong dân chủ rồi. Nhưng mà cái chữ xã hội đó, chúng ta bị một cái bóng ma, đó là cái bóng ma của cái nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện giờ phút này, mà nó biểu hiện của nó là cái Đảng Cộng sản độc tài. Thì ông là người đã từng
nghiên cứu về nhiều cái chủ nghĩa trên thế giới này, ông thấy một cái mà gọi là dân chủ xã hội đó thì cái thực chất, cái nội dung của nó là gì? Tôi nghĩ chúng ta phải trở lại từ cái nguyên thủy đó, tức là vào thế kỷ thứ 19. Thì khi mà nó bắt đầu có tiến trình công nghiệp hóa ở tại Âu Châu đó, thì một số người nhìn thấy nó có cái tình trạng bất công xã hội, nó có những cái xáo trộn lớn trong xã hội đó. Thì lúc đó đó là có một số những cái nhà tư tưởng đề cao cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Trong cái tinh thần đó là chú trọng đến công bằng xã hội và chú trọng đến những cái thành phần đa số mà nghèo túng. Thì khi đó đó là Marx xuất hiện, thì những cái người Marxist và sau đó là Lenin thì gọi ngay cái đó là chủ nghĩa xã hội không tưởng. Và đấy, những cái người ban đầu đó thì họ thành lập ra cái gọi là đệ nhị quốc tế xã hội chủ nghĩa. Sau đó thì lúc mà Cộng sản Liên Xô cướp chính quyền năm 1917 đó, thì họ đưa ra cái gọi là đệ tam. Và đến từ năm 1919 đó thì là họ lại còn lập ra cái gọi là đệ tam quốc tế nữa, tức là để quy mạc lại các cái đảng cộng sản với nhau, thành lập đảng cộng sản Pháp, thành lập đảng cộng sản Trung Quốc năm 21, vân vân đó, như vậy. Và khi mà một người đệ tam lên cầm quyền đó thì là đệ tứ hay đệ nhị gì đều đi mò tôm hết cả. Thế thì bây giờ ngay trong nội bộ từ đảng cộng sản Việt Nam ra, nó tương tự như trường hợp của Âu Châu, của Đông Âu, nhiều nước đó ta cũng xuất thân từ đảng cộng sản ở tại Đông Âu dưới cái chế độ của Liên Xô cai trị chẳng hạn, họ cũng bung ra, họ đưa trở lại, họ muốn lập ra một cái đảng dân chủ xã hội, thì tức là nó trở lại cái khuynh hướng mà ngày xưa người ta gọi nó là xã hội chủ nghĩa cải lương, Marx gọi là cái chuyện nó như vậy và tiêu diệt họ. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần có một cái xã hội chủ nghĩa theo kiểu đệ nhị. Bản thân tôi đó là tôi không có hoàn toàn đồng ý 100% với tư tưởng, cái lý luận đó chẳng hạn. Nhưng mà mình nhìn thấy trong các cái xã hội dân chủ khác đó, họ luôn luôn có một cái khuynh hướng coi trọng công bằng xã hội. Ngược lại đó là bên phía cánh hữu, bên phía chủ trương tự do đó thì coi trọng cái chuyện phát triển kinh tế. Và nó thành gọi là cái tả hữu của các cái quốc gia đó. Thì đất nước Việt Nam chúng ta đó là nó có một cái cực tả là Đảng Cộng sản. Và bây giờ đó là từ trong đó thì thoát ra được một cái thành phần tương đối ôn hòa hơn, có một cái chủ nghĩa cải lương hơn. Quan trọng nhất đó là đề cao cái chuyện công bằng xã hội nhưng mà không chấp nhận chuyên chính vụ sản và không chấp nhận được cái ách độc tài. Thì tôi nghĩ rằng là đấy nó là một cái bước tiến. Cái phần còn lại đó là trong hiện tại những cái người tôi gọi là bên phía hàng ngũ quốc gia đó có thể rằng là đa số cũng thuộc về cái cánh tả, cũng suy nghĩ giống như là đảng Dân Chủ ở tại Hoa Kỳ này hoặc là đảng Lao Động ở tại bên Úc hay là ở tại bên Anh chẳng hạn. Nhưng mà vẫn chưa gom lại thành như một cái đảng mà có thể có sự hiện diện bên trong, và cũng chưa có một cái đảng gọi là thuộc về cánh hữu. Tức là cái phe bảo thủ, mà chữ bảo thủ nó không có ý nghĩa xấu xa, nó giống như Hoa Kỳ này, tức là họ chủ trương rằng là phải tập trung lo phát triển kinh tế, nâng cao được cái trình độ giàu có của đất nước. Thì lúc bây giờ rồi mẹ nói chuyện kia. Thì tôi nghĩ rằng là dần dần nó sẽ thành hình cái đó. Nhưng mà cái điều đáng mừng là từ trong Đảng Cộng sản nó đã đưa ra chuyện đó. Thì nó, nếu mà những cái người lãnh đạo Đảng Cộng sản khôn ngoan đó, thì chấp nhận đó, lui vào bóng tối, thay vì rằng là rớt vào trong cái sọt rác của lịch sử. Và lúc đó có thể rằng là những cái người khác chống cộng cũng phải suy nghĩ lại rằng là mình xây dựng đất nước mình theo cái chiều hướng nó như thế nào. Và có những cái gì mình đồng ý với lại những cái người ở bên trong nó như vậy mà có thể hợp tác được, có những gì không thì nó chỉ có khác nhau ở những cái mức độ ưu tiên. Nhưng mà giống nhau hoàn toàn ở một cái chuyện không chấp nhận được ách độc tài và phải tiến dần đến một cái chế độ dân chủ. Khi mà dùng cái chữ chủ nghĩa xã hội đó, thì liệu có phải là một cái mô hình hiện nay mà một số rất đông các nước Bắc Âu như là Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan và ngay cả Canada hoặc là Pháp hay là Đức đang áp dụng không? Chúng ta cũng có nhìn thấy chuyện đó, nhưng mà thực tế ra đó là trường hợp của những năm 60 cho đến 80. Chứ về sau này đó là những cái nước kể cả Bắc Âu có một cái thể chế chính trị lý tưởng và một cái hệ thống mà gọi là chính trường của họ đó, thiên tả đó, thì họ cũng nhìn thấy rằng là nếu mà dân chủ xã hội hoặc là chủ nghĩa xã hội theo cái kiểu gọi là tôi gọi là cải lương đó, nó dễ đưa đến cái chế độ bao cấp và nó làm cho đất nước đó có thể bị suy bại vì bộ chi ngân sách nhiều quá. Thì nó cũng có một cái phản ứng ngược lại ngay ở tại Thụy Điển, nhiều quốc gia khác hoặc là kể trường hợp bên Úc đó, tức là cánh hữu họ lại thắng cử
và họ chủ trương rằng là phải bớt đi những cái sự can thiệp của nhà nước vào trong cái hệ thống kinh tế, nhưng mà họ tranh đấu cái đó trước cái sự chọn lựa của cử tri, và cử tri là quyết định, chứ không có cái bộ chính trị mờ ám nào đó ở đâu đó mà lại quyết định dùng cái việc đó cho người ta. Thì cái đó là chúng ta phải dần dần đi đến chỗ là người Việt Nam y hệt như người Nhật có thể tranh luận về những cái việc đó. Và tôi thấy rằng là ông này, ông đề nghị cái điều đó là đúng thì tôi bỏ phiếu cho ông đó. Nhưng mà không có cái vụ là vì tôi kêu gọi bỏ phiếu cho ông đó mà tối hôm nay là đợt đi lên công an anh gõ cửa nhà tôi, hoặc là đưa ra một cái án này hay là một cái tòa án ở Ba Lăng Nhăng mấy cái anh cóc nhái gì đó đi xử người ta chẳng hạn, thì đó là tôi cho nó làm cái bước tiến. Nghe từ nước Mỹ này, khi mà ông Barack Obama ứng cử và đắc cử tổng thống nhiệm kỳ đầu đó, một số báo chí Mỹ mà nếu tôi nhớ không lầm là hồi đó tờ New York Times và ngay cả tờ Newsweek đó, đã chạy một cái tựa rất là lớn là phải chăng ông Barack Obama đang hướng nước Mỹ tới một cái gọi là socialism, tức là một cái thứ chủ nghĩa xã hội, ám chỉ rằng ông Obama lên đã có một cái sự can thiệp khá mạnh mẽ của cái hệ thống cầm quyền của Liên bang Trung ương đó đối với hoạt động kinh tế toàn dân ngược lại với phía Đảng Cộng Hòa. Thì điều đó chứng tỏ rằng cái chủ nghĩa xã hội mà nếu mà chúng ta thoát ra khỏi cái bóng ma của Đảng Cộng sản mà nó cứ dùng cái chữ xã hội chủ nghĩa đó, thì nói từ người Mỹ là gọi là một phần nào đó cũng acceptable, phải không? Không, tôi nghĩ rằng là cái đó đúng, và tôi cho rằng là như này, phải có thể là trong những chương trình giải ảo về sau chúng ta phải, tức là chúng ta không thể nào để mình tiếp tục bị ảnh hưởng bởi vài ba những cái chữ người Cộng sản đã dùng. Họ dùng với cái dụng ý, với cái tà tâm, với cái gian ý của họ, họ bóp méo cái sự thật đó. Thành ra nó làm cho những cái sản phẩm nó bình thường ra nó là tốt, nó là tử tế. Xã hội chủ nghĩa nó là cái điều gì? Nó tử tế. Người Cộng sản đó, đó là nói đến cái chuyện xây dựng xã hội Cộng sản đấy chứ. Xong rồi cuối cùng tuột tay làm không xong. Kể cả anh Cộng sản Trung Quốc cũng nói rằng là chúng tôi xây dựng xã hội chủ nghĩa 50 năm nữa mới là xã hội chủ nghĩa. Mà thưa quý vị, cái xã hội chủ nghĩa của quý vị đó là cái gì? Thì cuối cùng không một anh nào giải thích được cả. Cũng giống như ngay Đảng Cộng sản hiện nay bây giờ ở tại Việt Nam cũng vẫn nói là xây dựng xã hội chủ nghĩa và kinh tế thị trường, nhưng mà theo định hướng xã hội chủ nghĩa hay định hướng của nhà nước. Thì tức là chính họ làm sai lầm cái chữ xã hội chủ nghĩa, khiến cho bây giờ đó là nhiều người cứ nói đến chữ xã hội chủ nghĩa cũng giống như là một cách mạ lị hơn cái cách đả kích. Thực sự nó đâu đến nỗi nó tệ đến như vậy. Thì tôi cho rằng là mình phải có can đảm lấy cái tên đó và dần dần giải thích ra để giải ảo, để cho mọi người hiểu rõ rằng là không, khi mà chúng tôi nói xã hội chủ nghĩa, cái này đó, đó nó không phải là cái vụ gọi là đi lê máy chém ở ngoài đường, hoặc là cái vụ gọi là đi cái còng số 8, mà nó là một cái gì nó khác. Và những cái người có ăn, có học và trí thức đó, tôi cho rằng là họ có cái nhiệm vụ đầu tiên hết. Và tôi đặc biệt là ngoài cái chuyện ông Lê Hữu Đằng, ngoài cái chuyện vừa rồi mà anh ông Thái vừa mới nhắc đến đó, tôi thấy là rất nhiều chuyên gia kinh tế của Việt Nam bây giờ ở trong nước đó, đó họ đã từng là những cái người chuyên gia mà tôi dùng cái chữ các ông thông cảm cho gốc tạch tạch xá, gốc tiểu tư sản, có khi là học ăn bé sa rô các thứ gì đó, đó không được thành một cái đảng trực cao nhưng mà vẫn là sát là trong ban tham mưu của những cái ông thủ tướng các thứ ngày xưa. Bây giờ họ thấy ra rằng là vì đất nước mà mình phải khuyên bảo, mình phải làm tư vấn cho họ, nhưng mà không bao giờ dạy được cái người yếu đánh vật hết cả. Thành ra chỉ cho họ những cái kiến thức đó về kinh tế chẳng hạn. Những ông tôi nói tên thẳng ra, chứ ông Lê Đăng Doanh, Nguyễn Quang A, ông Trần Đức Nguyên đều là những cái người có khả năng hết tất cả. Và họ cũng yêu nước đó, theo cái lối của họ. Nhưng họ cuối cùng sau họ khuyên là từ ông Phan Văn Khải, từ ông trước ông Võ Văn Kiệt, hoặc là cho đến cái anh gọi là cái anh Ba Dũng, Ba Lăng Nhăng, Ba X thì vớ vẩn gì đó chẳng hạn. Thì không được, thì cùng họ cũng bắt đầu họ phải lên tiếng. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái lớp người mà có thể rằng là những cái nhà tư tưởng, những nhà lý luận về chuyên môn giúp cho cái thành phần mà tôi gọi là xã hội chủ nghĩa đang thành hình, như là ông Thái vừa mới nhắc đến, thì tôi cho rằng đó là một cái điều nó tốt. Những người biết ông Nguyễn Xuân Nghĩa thì đều hiểu rằng ông là một trí thức, là một nhà nghiên cứu về kinh tế, một nhà nghiên cứu về văn hóa. Và một cái điểm đặc biệt của ông nữa là ông đã cho tới phút này, từ lúc còn trẻ, ông lúc nào cũng là một người dấn thân, những mong đóng góp phần cá nhân mình cho một đất nước Việt Nam có được hạnh phúc, tự do, dân chủ. 30 giây để hỏi mấy câu hỏi này trước khi chấm dứt chương trình. Bản thân ông có chấp nhận được cái nội dung của một cái đảng và dân chủ xã hội? Tôi nghĩ rằng là phải có một cái đảng như vậy. Thì tôi nói hồi nãy rằng là tôi không có hoàn toàn 100% với người ta. Thí dụ như vậy đó.
Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta đồng ý được đến 70%, và cái quan trọng nhất đó là đồng ý với nhau rằng là không có ai có độc quyền chân lý hết, thì tôi cho nó đã là một cái bước tiến cho đất nước mình vô cùng. Và nói rằng là bảo là giờ tôi đi về tôi bỏ phiếu hay là tôi đi tranh cử cho quý vị đó, thì đương nhiên tôi không có cái tư thế để làm chuyện đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là đó là một cái điều có lợi. Và tôi cũng mong rằng là ngay trong xã hội Việt Nam cũng sẽ có những cái người khác thấy rằng là có thể rằng là có một chủ trương, một cái hệ thống nó có kỷ cương về chi tiêu hơn chẳng hạn đó, và phải lo đến đa số là những cái người dân mà nghèo hèn chẳng hạn. Thì cái đó gọi là tôi gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa đó, tức là lo cho đa số, thay vì rằng là chỉ tập trung hoặc là giúp cho một cái thiểu số đó để họ thành đạt nhiều nhất để anh giàu có, thì nó là một cái điều không hay. Nhưng mà cả xã hội đó là dần dần nó đã phải ra mà tạo điều kiện để nó có những cái đảng như vậy. Và nếu mà chúng ta có được hai đảng lớn, thay vì rằng là phân tán ra nhiều đảng nhỏ, đó là đến đảng nhỏ nào mà giữ cái thiểu số có 5-7% lá phiếu cũng có thể làm chính phủ đổ, thì nó gây vào hỗn loạn. Thì tôi nghĩ nếu mà đi đến được hai cái đảng lớn như vậy, tôi cho đó là một cái điều mừng. Và nếu mà những cái người ở trong Đảng Cộng sản nhìn ra chuyện đó thì họ tự động rút lui đi. Cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa quý khán giả, chương trình Giờ Dẻo với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tuần này do Đinh Quang Thái phụ trách đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tuần tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.